xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình Khởi động ngày mới hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Tuần du lịch văn hóa Lai Châu bên cạnh không gian văn hóa, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP chính là điểm nhấn giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh đến với du khách. Thành phố Lai Châu đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về cây xanh đô thị, phát triển cây xanh theo quy hoạch. Thành lập các tổ COVID cộng đồng tại các thôn bản đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn của xã Phìn Hồ. Tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn, tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới, giới thiệu đến du khách. Giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút doanh nghiệp trong nước nghiên cứu tìm hiểu về đầu tư tại tỉnh Lai Châu. Tuần du lịch văn hóa Lai Châu với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra tại thành phố Lai Châu và hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trong toàn tỉnh. Bên cạnh không gian văn hóa, giới thiệu các sản phẩm du lịch, thì các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP cũng chính là điểm nhấn, giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản của các địa phương trong tỉnh đến với du khách. Trong tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022, khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp có tất cả 20 gian hàng với hơn 100 sản phẩm, trong đó chủ yếu là các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP. Bên cạnh đó là các sản phẩm tiềm năng, các sản phẩm đặc sản của đồng bào dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. Từ các sản phẩm nông sản truyền thống do chính bà con các dân tộc làm ra như thịt trâu sấy, gạo đặc sản đến những sản phẩm nông sản sử dụng công nghệ sản xuất theo dây chuyền tiên tiến đã khẳng định được thương hiệu như đông trùng hạ thảo hay các sản phẩm từ mắc ca. Lễ khai mạc tuần du lịch văn hóa năm 2022 vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu và lễ bế mạc sẽ diễn ra 16 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần hạn chế số ca mắc chuyển nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi bằng việc là tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi này, phấn đấu đạt trên 95% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng sinh sống trên địa bàn của tỉnh được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch và tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn của tỉnh Lai Châu năm 2022, cụ thể như sau. 100% điểm tiêm chủng thực hiện đảm bảo an toàn tiêm chủng trong quá trình triển khai chiến dịch, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ thống nhất chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành địa phương và có sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho người dân. Huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn của toàn tỉnh để tổ chức đảm bảo an toàn trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, có sự đồng thuận của cha mẹ, người giám hộ cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn của toàn tỉnh. Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và tại trường học. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, số lượng vaccine được cấp để triển khai đồng loạt toàn tỉnh hoặc cuốn chiếu theo địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thành phố Lai Châu đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh đô thị nhằm từng bước xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, thân thiện, văn minh. Đặc biệt, để tạo cảnh quan trong dịp tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022, thành phố cũng đã trang trí các chợ hoa tại 3 vòng xuyến trên đường 58m, góp phần xây dựng không gian xanh và diện mạo đô thị đẹp trong lòng người dân và du khách.
Là một trong bốn đơn vị nhà thầu thực hiện việc trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Lai Châu, thời gian qua Công ty Môi trường đô thị Lai Châu đã luôn thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc cây xanh trên đoạn đường quản lý. Qua đó, ngoài có đủ trang thiết bị máy móc như là máy cắt tỉa, xe bồn tưới nước, thì công ty luôn có 20 công nhân thực hiện việc chăm sóc cây cảnh đô thị, thảm cỏ, đảm bảo theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thẩm mỹ. Đơn vị của chúng tôi là anh chị em công nhân thực hiện chăm sóc cây, làm cỏ tạp cho cây và cắt tỉa cây, tạo hình cho cây và nắng thì tưới nước, với lại chăm sóc cây, bón phân theo định kỳ mà ban quản lý đô thị đã đề ra. Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố Lai Châu có tổng số trên 42.700 cây xanh bóng mát, trên 10.500 cây tạo hình và trên 314.000 m2 thảm cỏ đô thị. Thời gian qua, nhằm tạo một môi trường xanh sạch đẹp, thành phố đã tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về cây xanh đô thị, phát triển cây xanh theo quy hoạch. Nhiệm vụ trọng tâm là trồng mới, trồng thay thế cây xanh, hoa, cây cảnh kém phát triển, cây không đúng chủng loại theo quy hoạch nhằm chuẩn hóa cây xanh đường phố. Đồng thời chỉ đạo cho các địa phương phối hợp với các hội, đoàn thể, cơ quan đơn vị thực hiện tốt phong trào xanh sạch đẹp, phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Bên cạnh công tác trồng và chăm sóc cây xanh đô thị, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để nâng cao nhận thức, góp phần vào công tác quản lý cây xanh ngày càng tốt hơn. Ngay từ đầu năm, khi mà được giao cái dự toán về duy trì chăm sóc cây xanh, thì chúng tôi đã tiến hành lập dự toán, trình phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi có cái phê duyệt cái dự toán và cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì chúng tôi tiến hành đấu thầu, lựa chọn ra các cái đơn vị có đủ cái năng lực và đủ cái điều kiện để mà thực hiện cái việc mà duy trì là chăm sóc cây xanh. Thì sau khi lựa chọn xong thì chúng tôi sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện cái việc mà duy trì chăm sóc cây xanh. Thì trong quá trình triển khai thực hiện cái việc mà duy trì chăm sóc cây xanh thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các cái cơ quan, các cái cơ quan rồi là đơn vị liên quan đôn đốc rồi là giám sát và kiểm tra các cái đơn vị chăm sóc cây xanh để đảm bảo là các cái đơn vị chăm sóc duy trì chăm sóc cây xanh thực hiện theo đúng cái hợp đồng đã ký kết. Để tạo cảnh quan trong dịp tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022, cùng với việc trồng và chăm sóc cây xanh thường xuyên, thành phố Lai Châu cũng sắp xếp 24 chậu hoa tại 3 vòng xuyến để trang trí đường 58m. Qua đó góp phần xây dựng không gian xanh và diện mạo đô thị đẹp trong lòng người dân và du khách. Những năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng hiệu quả phổ cập giáo dục và giải pháp tích cực nâng cao trình độ tiếng Việt cho con em học sinh người dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ lưu ban và bỏ học đối với các em học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng của loại hình trường lớp nội trú, bán trú, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo. Các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh tuyển sinh học sinh vào lớp 10 luôn đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu của tỉnh. 100% trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được tăng cường tiếng Việt, đảm bảo chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh luôn được quan tâm và tập trung triển khai mạnh mẽ. Đến hết tháng 3 năm nay, bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh đạt 15,9 tiêu chí trên một xã, tăng 0,57% tiêu chí so với năm 2021. Trong đó có 39 xã đạt 19 tiêu chí, 20 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 35 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và không có xã dưới 10 tiêu chí. Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng, vận động các doanh nghiệp và bà con nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, huyện Nậm Nhùn luôn quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
qua đó thể hiện được sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có 52 gia đình chính sách, trong đó số người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 29 người với kinh phí chi gần 60 triệu đồng trên tháng. Đến nay, bảo đảm 100% người có công trên địa bàn được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Trong cái thực hiện chính sách người có công thì nhân dịp những ngày lễ, ngày Tết, ví dụ như ngày Tết cổ truyền hoặc là ngày 27 tháng 7 thì chúng tôi cũng tham mưu với Ủy ban dân huyện là có những văn bản chỉ đạo đối với các xã thị trấn rồi là các ngành đoàn thể quan tâm bằng những cái hoạt động thiết thực, ví dụ như là góp ngày công giờ công, và Nhà nước thì hỗ trợ về cái tiền sửa nhà hoặc làm nhà, các đoàn thanh niên rồi là hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể thì giúp tức là ngày công giờ công để có thể sửa nhà, có thể dựng nhà hoặc là có thể quét dọn nhà cửa rồi thậm chí là thăm hỏi lúc mà ốm đau. Đấy là những cái hoạt động, đấy là những hoạt động mà phòng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện trong thực hiện chính sách người công. Ngoài ra thì các cái nội dung khác, ví dụ như là trong cái quá trình mà người công có những cái tâm tư nguyện vọng cần được đáp ứng thì chúng tôi cũng qua, một là qua cái hệ thống cán bộ công chức của cấp xã, thứ hai là cũng phòng hiện nay thì giao cho một đồng chí chuyên trách, tức là những cái nội dung mà người công quan tâm thì chúng tôi là thường là xử lý luôn và ngay, không để bị tức là các ý kiến đấy không để bị lâu, không để bị tồn đọng. Đáng chú ý, bên cạnh việc thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, huyện cũng chủ động rà soát đối tượng người có công, có hoàn cảnh khó khăn, đang ở nhà tạm, nhà rột nát để huy động các nguồn lực giúp họ sửa chữa, xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Gia đình bà Lò Thị Ón, bản Nong Kiên, thị trấn Nậm Nhùn, có chồng tham gia chống Mỹ cứu nước và hy sinh năm 1970. Nhờ có chế độ chính sách hỗ trợ hàng tháng của Nhà nước cho trường hợp vợ liệt sĩ, mỗi tháng bà được hưởng 1.620.000 đồng, đã giúp cho gia đình bà phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hàng tháng tôi đều nhận được tiền hỗ trợ, dịp lễ Tết cũng được thăm hỏi tặng quà. Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến gia đình. Thời gian tới, huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân đóng góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công. Qua đó kịp thời động viên, chia sẻ với những hy sinh, mất mát, giúp gia đình chính sách, người có công vừa bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu thì không thể không kể đến những đóng góp của các tổ COVID cộng đồng trong việc giúp chính quyền địa phương và các cấp các ngành thực hiện hiệu quả công tác giám sát và tuyên truyền các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên Xeo Ký về công tác này tại xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn về các biện pháp phòng chống dịch cũng như rà soát, giám sát cụ thể từng trường hợp trong bản đi, về hoặc đến vùng có dịch, yêu cầu khai báo y tế là việc làm mỗi ngày của tổ COVID-19 cộng đồng ở xã Phìn Hồ. Khi có dịch COVID-19 thì bà con chúng tôi ở bản thường xuyên được các thành viên của tổ COVID cộng đồng ở bản đến từng nhà để tuyên truyền, đi đâu thì phải đeo khẩu trang và cho biết khi có người nhà F0 đang thực hiện cách ly tại nhà thì nên tránh xa, không đi tiếp xúc gần khu vực đó để bảo vệ sức khỏe cho mình. Từ đầu tháng 3 cho đến nay, trên địa bàn của xã Phìn Hồ phát hiện 84 ca mắc COVID-19, trong đó có 42 ca hoàn thành cách ly tại nhà, còn 38 ca đang điều trị tại nhà không có triệu chứng nặng. Phìn Hồ có 97% là đồng bào dân tộc Mông. Để góp phần tích cực trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, với 7 thành viên lần lượt là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, phó bản, thôn đội trưởng, y tế bản, chi hội cựu chiến binh, tổ COVID-19 cộng đồng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, truy vết, thống kê, lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Các thành viên thực hiện nghiêm việc giám sát, tuyên truyền để người dân hiểu về dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Về cái công tác tuyên truyền dịch COVID đối với bà con trong bản ấy, thì xã thì
chủ yếu là người Mông nên là không có một số người là không biết tiếng phổ thông, nên một là bên các bộ xã với lại các cái ban chỉ đạo tuyên truyền là phải, một là phải có người Mông đi tuyên truyền có một số bà con để hiểu rõ hơn về cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Một tuần đi tuyên truyền một lần ở hai cái ngã ba, chủ yếu là hai cái ngã ba là người dân bán hàng rất là đông, nên ban chỉ đạo xã cũng đã cử các bộ công chức đi tuyên truyền cho bà con là đi bán hàng là phải đeo khẩu trang. Ban xã đã treo hai cái ban rộng ở hai cái ngã ba để dịch ra tiếng Mông để bà con còn biết là phải thực hiện 5K là với lại khoảng cách. Xã cũng đã tiến hành xây dựng các cái kế hoạch hàng năm cũng như là tháng để cử các đồng chí cán bộ công chức xuống bàn để họp và tuyên truyền. Trong đó thì chủ yếu là tuyên truyền qua loa, và trong đó thì cũng là thành lập cái tổ COVID. Chúng tôi cũng quán triệt với tổ đấy, thì khi nào có các cái trường hợp mà đi ra vào địa bàn xã thì cũng ra khai báo cũng như là đi khám mà đi test để thật là biết được cái tình sức khỏe. Và trong đó thì một số cái trường hợp mà nó bị nhiễm mà COVID thì đã có kết quả thì chúng tôi sẽ cử các cái tổ của bản vào nhà để hướng dẫn và cũng dán mua cái biển để dán vào cái cách ly trong thời theo như hướng dẫn để phòng chống COVID. Khi nào mà test thì khỏi thì mới cho những cái người đấy để ra khỏi cộng đồng. Việc thành lập các tổ COVID cộng đồng tại các thôn bản đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn của xã Phiên Hồ. Mặt khác, thông qua sự tư vấn hướng dẫn, thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh của tổ COVID-19 ở thôn bản, mà người dân cũng không còn lo lắng, mà thay vào đó là sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong việc thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, giải thi đấu dù lượn đường trường Puttaland quốc tế mở rộng lần thứ 3 năm 2022 là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của tuần du lịch văn hóa Lai Châu được tổ chức ở bản Xí Thâu Trải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường từ ngày 14 đến hết ngày 16 tháng 4. Giải đấu không chỉ hội tụ những phi công ở trong nước mà còn có sự tham gia của phi công người nước ngoài. Và đến điểm bay Xí Thâu Trải, các phi công không chỉ được trải nghiệm bay mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ ở nơi đây. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên Hoài Thu, Anh Sơn, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giải dù lượn đường trường Puttaland quốc tế mở rộng lần này thu hút gần 100 phi công ở câu lạc bộ dù lượn Việt Nam và quốc tế tham gia. Không chỉ có những phi công có kinh nghiệm và đã từng trải nghiệm đường bay tại Xí Thâu Trải, mà giải dù lượn đường trường năm nay còn thu hút nhiều phi công là nữ và lần đầu tiên tham gia tại điểm bay này. Thật ra mình là một phi công non trẻ, mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm trong cái việc bay lượn, mà hiện tại mình được các huấn luyện viên ở câu lạc bộ dìu dắt rất là kỹ. Thế cho nên là hôm nay mình có mặt ở đây để tham gia cái chương trình sự kiện này. Đây là lần thứ hai mình bay ở đây. Lần trước mình bay ở đây hồi tháng 12, tức là cách đây mấy tháng, đây là lần thứ hai. Lần thứ hai lên thì cảm xúc nó cũng vẫn y nguyên như lúc đầu tiên mình bay ở đây thì cũng rất là hồi hộp, nhưng mà cái tầm đấy mình bay nó khá là êm đềm. Mình đã có những cái chuyến bay phải nói là rất là mượt mà, êm đềm và tuyệt vời ở đây. Với độ cao 1.500m, điểm bay Xí Thâu Trải thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường là một điểm bay khá lý tưởng, bởi so với các điểm bay dù lượn trong cả nước, hiếm có điểm bay nào đủ tốt để phi công được thỏa sức thể hiện các màn trình diễn kỹ thuật cao, được bay cao, bay xa, thưởng ngoạn khung cảnh tự nhiên và có cơ hội phá vỡ những kỷ lục dù lượn cá nhân đường trường. Du khách được dịp mãn nhãn với các màn trình diễn lạ mắt, ấn tượng. Đây cũng là điểm bay lý tưởng để cho các phi công tập luyện kỹ năng, đồng thời được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Tôi đã đi World Cup dù lượn của thế giới rồi. Và trong cái điều kiện ngày hôm nay thì tôi nghĩ là về cái sự kiện ở Xí Thâu Trải này, nó là một cái cơ hội trải nghiệm rất là tốt cho các phi công ở khắp các vùng miền ở trên Việt Nam. Họ có thể đến đây họ luyện tập với cái điều kiện mà cũng vừa thách thức, nó cũng vừa là cái cơ hội học hỏi cho các bạn để tạo cái cơ hội cọ sát, làm quen dần với các cái cuộc thi cũng như là những cái gọi là những cái chuyến bay cọ sát và thành tích cao hơn. Tham gia giải đấu lần này, các phi công sẽ tham gia hai nội dung, đó là bay hạ cánh chính xác và bay đường trường. Bên cạnh đó, có 12 phi công bay biểu diễn paramoto. Với điều kiện thuận lợi, điểm bay Xí Thâu Trải đã và đang trở thành điểm bay hấp dẫn nhất của Việt Nam.
Đặc biệt là địa hình của Lai Châu thì và nhất là cái điểm bay ở Tam Đường tỉnh Lai Châu này thì rất là phù hợp với các môn thi đấu dù lượn đỉnh cao. Như cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức chuyên môn của chúng tôi về dù lượn thì hiện nay là Lai Châu là một cái vùng có khí hậu rất là khô và có nền nhiệt thấp. Chính những cái điều kiện thuận lợi như thế khi mà có nắng to lên một cái thì sẽ kích hoạt các cái thermal, những cái cột không khí nóng lên rất là cao. Ví dụ như hôm nay đỉnh núi của chúng ta đây là vào khoảng 2.500 thì trần mây thì cao hơn đỉnh núi cỡ khoảng gần 1.000 m, thì như vậy tức là cái trần mây hôm nay cỡ khoảng sấp xỉ gần 3.000 m. Với trần mây 3.000 m thì phi công sẽ bay được rất là xa, họ sẽ có những cái tuyến bay có thể hàng trăm km hoặc thậm chí đến 200 km là bình thường. Tôi cho rằng hiện nay nếu như để thi đấu dù lượn đường trường thì Lai Châu đang là điểm bay hấp dẫn nhất, tốt nhất. Thông qua cái giải dù lượn lần này thì chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng rằng đây cũng là một cái kênh để thu hút các du khách đến để tham quan trải nghiệm, cũng như là đến để quảng bá giới thiệu về cái nét đẹp văn hóa của huyện Tam Đường. Thông qua đó để mời gọi các doanh nghiệp rồi là các du khách đến để tham quan du lịch, đầu tư phát triển du lịch tại huyện Tam Đường. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, ngày càng có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, cùng với việc kết nối tuyến Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai đã được khởi công. Đó sẽ là những điều kiện đủ để khẳng định Lai Châu là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện với du khách, đặc biệt là đối với những phi công dù lượn trong và ngoài nước thời gian tới. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chương trình cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị có thể đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại hai địa chỉ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.